Chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người buổi chiều thật nhiều vui vẻ. Trước mặt mọi người đây là cái xe màu sắc khá là sặc sỡ. Một cái màu phiên bản màu khá là đặc biệt của Kenpo. Xe này là Kenpo Van. Bán tải 950 kg, hai chỗ ngồi. Thì đặc biệt cái dòng xe Kenpo này là những cái xe rất là nhiều màu. Đây là màu cam nè, cái bên đó màu trắng, cái bên nữa màu cà phê. Thì gia đình mình hợp với màu phong thủy, màu nào thì mình dứt cái màu đó luôn. Này là cụm đèn pha phía trước, đèn cản, ốc hút gió lỗ. Chúng ta cùng sơ lược cái xe Kenpo này ha. Thì mở cửa xe mình giật cái này ra. Đó. Đây có ổ khóa để chống trộm nữa nè. Đây là chỗ ổ khóa bình xăng. Đây, vô bên trong xe. Đây là cái phần nội thất bên trong xe. Ghế này là ghế nệm. Cửa lại cái đó. Đầu tiên bước vô xe nóng ra là nóng, bật máy lạnh lên ha. Đó. Bật máy lạnh lên thì mình bấm AC đó, máy lạnh nó bắt đầu chạy. Rồi vô mà buồn buồn quá mình bấm cái này này đẹp em. Ba ba sáu về hả ba, mày đâu mày lùn ra rồi đứng chân bên vậy mày, ba làm công hết hồn luôn nè. Ủa gì sáu về rồi hả ba? Gì sáu về chưa ba? Hồi nãy đây là phần nội thất bên trong xe ha, tìm người gây tai nạn hả ba? Ừ, người ta đang coi camera gì đó, máy quay phim gì đó ở mấy cái nhà gần gần ở đó đó. Mà hả? Có camera rồi. Thì ngay chỗ cái lỗ này có mình có thể gắn em ốp sành ở đây, cái đầu đĩa và cái màn hình để mình giải trí. Trên đây là cái ốp sành theo xe nữa nè, và cái camera lùi đó, camera lùi. Thì đây là vô lăng có kèn đó. Xe này cũng được trang bị chìa khóa như xe du lịch đó, chìa khóa điều khiển từ xe. Nó hắt xe có như đây thôi. Xung quanh đây học chứa đồ, đây mình để điện thoại nè, đây để giấy tờ súng đạn gì đây nè. Này là cái đồ nghề từ xe. Thì cái phần khoang hàng phía sau thì mình vô thì mình mở cửa ra, đây giật ra. Đấy, kéo tự động kéo xuống luôn. Nè, hai cửa hai bên luôn nha. Nó không có kính. Nó không có kính như xe đông ben. Thì cái khoang hàng phía trong này cũng rộng á. Tèo vô đây, lấy tấm nệm vô đây ngủ luôn cũng được nữa. Rộng lắm á. 1m4. Chiều ngang. Chiều dài là 2m2. Khoang hàng này rộng lắm á, hai ba người vô đây nằm ngủ được luôn. Vậy này là cái phần đít xe, đuôi xe, đèn xi nhan, đèn cản, đồ cục đèn bự hơi là bự luôn. Thì mình mở cái cốp hàng ra mình đây để có cái lẫy trong này mình nó đợi đường nó lên luôn. Đấy, vừa thấy có hai bên có cái tay, cái ti thủy lực nữa, tự động nó đẩy cái cốp của mình lên. Khoang hàng này rộng lắm á, rộng tới dài tới 2m2, bề ngang là 1m4, chiều cao là 1m5.
Xe này mình chở hàng vô thành phố rất là thuận tiện. Chở mấy hàng đi giao, nó không có bị cấm đường xe tải. Tải trọng nó là 950 kg. Để em đề thử cái động cơ cho mọi người nghe tiếng máy cái ha. Đây là động cơ xăng 4 kỳ 4 xi lanh 1.3cc. Đấy, phun xăng điện tử rất là êm luôn. Chỗ này là cái lốc lạnh nè, xe mình trang bị sẵn máy lạnh luôn nha. Thì nãy giờ em sơ lược về cái xe, mọi người thấy ok không nè? Em mà thấy ok rồi thì gọi liền cho em, không phải thắc mắc gì nữa. Mua liền về để chở hàng, không phải thuê xe ba gác mỗi ngày chờ đợi xe ba gác tới chở nữa. Đó mọi người.